Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình ra vườn chanh các bạn, thì mình quay cho các bạn xem cái mô hình chanh của mình đang chuẩn bị là vô cái phân chuồng nha các bạn ha. Thì cho các bạn xem cái giá thể của nó ha. Đây các bạn. Thì cái mô hình này hôm trước mình cũng có chia sẻ cho các bạn về cái mô hình là vô cho nó các bạn để phòng chống một số loại bệnh á cho cây chanh các bạn. Hôm nay mình thêm cái giá thể nó là phân chuồng nha các bạn ha. Thì phân chuồng này thì mình cũng đã phơi rồi các bạn. Thì ở đây cũng có thêm phân chuồng của dê nữa các bạn. Để cho các bạn xem nè. Đây các bạn. Cái này mình cũng đã ủ rồi nha các bạn ha. Ủ cũng được mấy tháng rồi đó. Còn nếu như mà các bạn nào kỹ thì các bạn có thể là mà ủ thêm cái với cái là Trichoderma nha các bạn. Thì cái liều lượng của chanh đó các bạn thì mình đây là mình đi là một bao phân bò cho một gốc luôn nha các bạn ha. Là gốc bự á. Còn gốc nhỏ thì mình hơn nửa bao thôi. Này. Bạn xem nè. Này ra quay nhanh cho các bạn xem vậy. Ở đây mình cũng mới vô được có mười mấy gốc các bạn. Chưa có làm kịp luôn các bạn, vừa lo cho những cái cây cà pháo này cũng như là những loại cây khác á. Rồi cây chanh hôm nay cũng bỏ bê các bạn, cũng không có quay kịp cho bạn xem. Hôm nay nó cũng bệnh nhiều các bạn nè. Bệnh nữa các bạn. Chưa có không xịt nữa nè các bạn. Nó bị xoắn lá nha các bạn. Nè, lá nó bị xoắn xoắn là nó đang bệnh nhiều nè. Bên đây mình bón vô cho nó, với mình đang bị mình thêm cái phân chuồng các bạn. Nay mai mình sẽ ban ra. Rồi mình sẽ tưới nước nó đều các bạn. Chứ không rồi bỏ bê nó nhiều bỏ cỏ các bạn. Đây mình cũng mới xịt cỏ nè. Mần mần cũng không nổi luôn các bạn, xịt hết. Đấy các bạn, vô giá thể cho nó nè. Thì chanh này của mình thì mới là 8 tháng mấy nha các bạn ha, gần 9 tháng thôi. Mình cũng không nhớ rõ nữa các bạn, nhưng mà nay phải vô có thể cho nó bung tàn ra. Đây thì mình cũng có thu hoạch rồi các bạn. Thì thường là chanh là khoảng là 2 năm là mình sẽ thu hoạch chính chính thức của nó ha, còn những cái thời gian này thì chỉ lấy một số trái thôi. Đây bạn, ở đây có anh đang cắt cỏ các bạn nên nghe hơi hơi ồn nha các bạn ha. À, có anh đây. Giờ mình quay buổi chiều nữa các bạn, hình ảnh cũng không sắc nét nữa các bạn. Hay nè, bón vô hết đó các bạn, phòng bệnh cho nó. À, con chuồng các bạn, con xem nè. Cái này mình ủ rồi nó mới ra vậy nha các bạn ha. Em phải ủ nó chứ bạn không ủ nó cũng không có tốt mấy nữa. Đây các bạn. À, con chuồng đó. Cái này là voi. Trồng chanh này thì cũng cơ bản thấy nó cũng dễ các bạn, không khó nữa. Thì bạn trồng ở đây mình trồng là hơn 4 mét một cây nha các bạn ha, gốc ha. Bề ngang với bề dọc luôn là 4 mét một cây hết. Để cho nó muốn nó còn bung nữa các bạn. Cây chanh này thì nó bự lắm. Rồi mốt mình có thu hoạch nữa thì cũng dễ nữa các bạn. Chứ mà các bạn trồng nhiều gốc quá rồi mốt nó bạn phải tỉa cành cực lắm. Với lại nó bệnh nhiều nữa các bạn. Đó các bạn xem nè. Buổi chiều thì rảnh rảnh ra quay cho các bạn xem thôi. Nay mai ban rồi đó thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem luôn. Đó. Thì bạn nào đang xem hãy like cho mình một like nha các bạn. Để có động lực ra những video tương tự cho các bạn cùng xem ha. Cũng như có câu hỏi thì các bạn cứ hỏi mình á. Thì mình sẽ trả lời cho các bạn ha. Nè vườn chanh của mình nữa các bạn à. Rồi quay nhanh tới đây thôi nha các bạn nha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình nha.